Xin chào các bạn, ngày Tết đến ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách bó gà nhé, cúng nhé, giao thừa nhé, hoặc là các bạn làm lễ nhé. Hôm nay mình chia sẻ hai cách rất là đơn giản thôi, ai cũng làm được, và chúng ta chỉ cần dùng một cái dây dây gò bánh chưng để chúng ta ta buộc thôi nhé. Hai cách này thì ai cũng làm được, dân không chuyên như mình cũng làm được nhé. Trước tiên là các bạn gà, các bạn sơ chế sạch cho mình san muối, sắt một ít rượu cho thật sạch hoặc ít gừng. Sau đó bây giờ mình sẽ để ráo nước rồi, và bây giờ mình sẽ bó gà. Và gà để làm lễ thì các bạn chọn con gà nào nó to, nó đỏ và cái đầu nó nhỏ một chút nhé. Và bây giờ mình sẽ bó cách thứ nhất nhé. Để bó cách thứ nhất thì các bạn cho cái đầu con gà nó úp vào cái phần bụng, phần sống lưng, và các bạn buộc hai cái cánh dưới của con gà lại cho mình. Cố định hai cánh dưới của mình lại. Sau đó đấy, các bạn buộc cái hai phần dưới nguồn vào nhau, phần dưới phần trên mình nguồn vào nhau, vẫn là ở cái cánh dưới nhé, để giữ được cái cánh con gà, hai cái cánh nó sát vào nhau như vậy, mình cố định lại nhé. Này, các bạn buộc cái dây nó cố định cái cánh nhé, như vậy xong. Một cố định lại như vậy xong. Bây giờ các bạn chỉ cần nhét cái miệng con gà nó vào hai cái phần dây mà mình vừa buộc đấy là được. Các bạn nhớ nhé, là nhét cái mỏ con gà này vào cái dây đấy, vào cái dây như vậy, để cho nó cố định cái mỏ nó và cái đầu của chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần đầu gà nó cả cái cánh gà, các bạn nhìn kỹ đầu gà, cánh gà nó thành một cái gà cánh tiên rất là đẹp, xòe ra như vậy. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần chân vào cái bụng con gà là được, và mình sẽ xong, nó rất là gọn con gà, và mình sẽ xong cách thứ nhất nhé. Con gà này nó hơi dài, nhét vào nó hơi vất vả, rái nó rất là to, hay là hầm kê gà hay gà mai gà trọi. Rồi, để mình xong nhé. Các bạn nhìn tổng quan con gà của chúng ta này. Đây, mình sẽ quay cho các bạn nhìn tổng quan con gà nhé. Nhìn rất là đẹp này. Nhìn rất là đẹp. Các bạn quay cái đầu con gà nhé. Gà, đầu con gà trụ. Đây, các bạn có thể là lấy cái dây các bạn buộc cái mõm này, à, cái mỏ con gà lại nhé. Đấy, thì nhìn con gà nó sẽ đẹp hơn nhé. Đấy, đây là cách thứ nhất nhé. Và bây giờ mình sẽ xem làm cái cách thứ hai nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cách thứ hai nhé. Cách thứ nhất đã xong rồi. Các bạn bỏ lạt ra nhé, bỏ rất là đơn giản. Các bạn yên tâm là gà như thế này, khi mình luộc xong thì bỏ hết dây ra thì gà nó vẫn sẽ giữ nguyên cái thế như vậy nhé. Vì khi mà luộc xong gà nó cứng con gà ấy, thì mình cố định cái thế gà như vậy rồi thì nó vẫn giữ nguyên, mình không cần phải dùng dây. Khi mà mình luộc xong ấy, mình thắp hương mình chỉ bỏ hết dây đi, còn cái chân này để ở trong bụng thì cứ để nguyên. Và gà cánh tiên luộc thì các bạn phải luộc cả lòng, mề, tiết, gan, tim nhá. Và bây giờ mình làm cách thứ hai, chân thì các bạn vẫn để nguyên trong bụng gà nhá. Và các bạn buộc cái cánh ở phía dưới nhá, lúc trước là mình buộc cánh trên, đây mình buộc cánh dưới nhá. Buộc cánh dưới nhá, buộc cánh dưới con gà nhá, chặt cái cánh dưới con gà cho mình nhá, buộc buộc xong cái cánh dưới con gà này thì mình sẽ cho cái đầu buộc vào cùng luôn, là mình sẽ có cái đầu ở cái cánh ấy, nó cúp vào nhau ấy, thì nó như là một cái cánh, à, con gà nó xòe cánh ra ấy. Người ta gọi là gà cánh tiên ấy, mình buộc theo hai cái cách nó rất là đơn giản như này thôi. Và con gà rất là gọn, khi mà các bạn thắp hương ấy thì các bạn chỉ bỏ, khi luộc xong bạn chỉ sẽ bỏ nó ra thôi. À, và tí nữa mình sẽ chia sẻ một cái cách luộc gà rất là đơn giản. Mặc dù mình sẽ không dùng cái nồi to, nồi nhỏ đó mình cũng luộc được. Nồi nhỏ mình cũng vẫn luộc được mà không cần phải ngập nước mà gà vẫn chín nhé, và nó không bị lát, không bị hỏng ấy. Bây giờ mình xong cái hai cách rồi đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành đi luộc luôn nhé. Đây, cách thứ hai của mình đấy nhá. Hôm nay mình chia sẻ là cái nồi này của mình nó không đủ to để mình luộc ngập con gà, mình chỉ luộc 2/3 nước thôi.
và mình sẽ cho luôn vào khi mà nước nó vẫn còn đang nguội như này, và mình luộc từ từ để cho gà nó không bị lứt và nó chín. Mà mặc dù mình không dùng, mình chỉ cần cho một chút hạt lêm nhé, một nát gừng vào và một củ hành tây vào là gà chúng ta rất là ngon. Được các bạn, cho gà vào cho mình đã, không cần ngập nhé. Mình đây là cái cách mà với những gia đình mà không có điều kiện dùng bếp ga mà không có nồi to, các bạn cứ luộc cho mình đi. Một thìa hạt lêm này nhé, thìa cà phê đầy hạt lêm, và mình cho vài nát gừng này. Các bạn có thể nướng gừng, nướng hành đi nhé, không thì các bạn cắt vài nát gừng ra như vậy nhé. Và củ hành tây các bạn chẻ, chẻ đừng chẻ hết nhé, chỉ chẻ để cho cái phần nước ngọt nó ra, chẻ 1/2 hoặc 1/3 thôi nhé. Và mình cho vào như này. Gà đây các bạn không cần ngập hết nhé, mình chỉ luộc một nửa trước như này. Các bạn cứ cho lửa to cho nó sủi đã. Nó được khoảng 70 độ thì mình sẽ lật con gà nhé. Và cứ khoảng 5 phút các bạn lật một lần nhé, thì đảm bảo gà chúng ta luộc trong vòng 30 phút là nó sẽ chín và nó không bị đỏ chỗ nào cả. Đây là mình hay làm khi mà nồi mình không đủ to để mình luộc con gà ấy, không thể đi mượn nồi suốt ngày được ấy, nên mình làm cách này. Các bạn lưu ý là nhé, khi mà nước của chúng ta được khoảng 70 độ nhé, thì mình hẵng lật con gà luôn nhé, để gà chúng ta nó quen với nhiệt ấy. Ở đây cái mề này, cái gan này các bạn cho vào trước cho mình, nhưng riêng cái tiết thì nước nó phải thật sủi và thì các bạn mới cho. Và mề gan cho vào thì khoảng 5 phút là các bạn vớt mề gan ra thôi, là nó sẽ chín tới ấy, là ăn sẽ ngon hơn đấy. Đây mình sẽ lật gà này để cho nó quen với nhiệt nhé, và cứ lật theo một chiều này, hai chiều này, ba chiều này, bốn chiều này thì gà nó sẽ chín đều, cứ khoảng 5 đến 10 phút là lật một lần. Và đây các bạn yên tâm với mình là khi mà luộc cách này các bạn cho lửa to, nhưng mà các bạn mở vung thì gà cũng không hề bị lứt nhá. Nhớ là phải mở vung. Bây giờ các bạn lại lật nhé, cái phần mà nó chưa được tiếp xúc với nhiệt này. Cái phần đầu là các bạn cũng lật nhá, để cho nó tiếp xúc với nhiệt một lúc này. Khoảng 5 phút sau mình lại lật ngược lại để cái phần phía chân này tiếp xúc với nhiệt nhé. Cách này nó hơi kỳ một công một chút, nhưng mà gà đảm bảo không lứt mà mẹ còn đẹp, mà không cần phải nồi to quá. Bây giờ mình còn một cái phần nhé, phần chân nó chưa được tiếp xúc với nhiệt, mình thả lốt vào nhé, nhẹ nhàng đi nha các bạn nhé, để cho cái phần chân này nó tiếp xúc với nhiệt nhé. Và nước bắt đầu nó đang sủi rồi đấy, thì các bạn cho nhỏ vớt nhé, để cái nhiệt nó chỉ ở mức vừa phải thôi, không to quá, không nhỏ quá, thì mình nấu kiểu nâu nó cũng vẫn chín ấy, mà nó không bị lứt ấy. Đây là mỗi phần này các bạn chỉ cần ngâm thêm 2 lần nữa là chín nhé, vì mình ngâm nó khoảng 5 phút thôi ấy, thế nên ngâm cứ lần 2 lần là mỗi lần khoảng 10 phút. Đây các bạn nhìn thấy không, cái phần đầu ngâm rồi, đây cái phần này. Chân này đã ngâm lốt này, 5 phút nữa nhé. Cứ lật như vậy nhé, cứ 5 phút các bạn lật một phía một lần, cái phía nào mà nó không được tiếp xúc nhiều với nước ấy. Thì đây ví dụ như phần chân và phần đùi nó đang tiếp xúc với nước, thì 5 phút mình sẽ lật đến phần cánh, phần đầu, phần cổ nhé. Và các bạn cứ lật như vậy khoảng mỗi bên khoảng 2 lần là chín nhé. Và mỗi bên lật khoảng thời gian ngâm là khoảng 5 phút nhé. Và mỗi bên các bạn ngâm khoảng 10 phút, và tổng là khoảng 30 phút đến 40 phút là chín nhé, với nửa vừa thôi nhé, là mở vung. Thì mình sẽ quay cái thành phẩm nhé, và bây giờ mình sẽ tạm dừng video đó nhé. Mình đã luộc xong nhé, mình sẽ thử trông thử 30 phút và cái đùi xem nó có ra nước đỏ nhé. Bạn không hề ra nước đỏ nhé, gà đã chín rồi này, bạn nhìn này, cả con gà này không hề bị nứt này. Có cái chân nó cọp vào thì cái chỗ này sống này nó lứt một chút xíu ấy, nhưng về cả con gà cũng hề bị lứt này. Và cách luộc mình rất là đơn giản, mùi gà rất là thơm ấy.
tí nữa các bạn phết cho mình ít nghệ lên ấy, thì gà nó sẽ vàng óng nhìn rất là đẹp mắt nhé. Và giờ mình sẽ dùng video về món bó gà và ngược gà rất là đơn giản như này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo cùng.